Trấn Thành không thể nhịn cười, thí sinh dễ dàng thắng 100 triệu nhờ, màn tán người yêu, suốt. Hiện trong tập 10 của chương trình Thách thức danh hài mùa 3, thí sinh Lê Tấn Lợi được gọi là Hot Boy Trà Sữa đến từ Long An đã khiến Trấn Thành và Trường Giang phát sốt bởi sự thông. Minh, dí dỏm, ngay từ phút đầu tiên xuất hiện trên sân khấu, những câu hỏi của hai giám khảo được tấn lợi đối đáp khá thông minh và duyên dáng đã khiến khán giả bật cười tuy nhiên sau phần thi này của tấn lợi trên một số diễn đàn mạng đã nảy ra tranh cãi nảy lửa về thí sinh tấn lợi nhiều khán giả cho rằng tấn lợi ngoài đời lanh lợi khác xa những gì đã diễn trên sân chơi thử thách danh hài và sự ngây ngô của tấn lợi là giả tạo đối lập ý kiến đó nhiều người lại cho rằng đó lại chính là tài năng của hot boy trà sữa này